Hello mọi người, quay lại với đặc sản miền Tây quê tôi ha. Hôm nay cửa hàng mình mới về một thùng trứng cá sặc ha. Thùng này 50kg. Trứng cá sặc là phần trứng của con cá được moi ra từ con cá mái ha mấy bạn. Trứng cá sặc này là nguồn từ Cà Mau lên ha. Trứng cá sặc mình làm được rất là nhiều món, và đặc biệt là món trứng cá sặc kho khô tiêu ha. Kho khô tiêu xong rồi mình ăn với cơm nóng ha, chan miếng canh. Và mình cũng có thể chiên cũng được, nấu canh chua mấy bạn dít một miếng vô. Hoặc là một cái món mà người ta rất là hay dùng với món trứng cá sặc này là lẩu ha, nấu lẩu á, lẩu chua á. Xong rồi mình dít một miếng vô. Trứng cá sặc này của bên mình là hàng rất là khô nha mấy bạn. Trứng cá sặc trên thị trường nó có rất là nhiều loại và rất là nhiều giá cả khác nhau, thì tùy theo hàng và tùy theo chất lượng thôi ha. Riêng cái hàng mà rẻ quá thì mấy bạn phải lưu ý là trứng nó bị bể hết, nó không có nguyên được giống như vậy đâu, nó bể mà nó còn đọng nước rất là nhiều ha. Trứng của bên mình là trứng còn nguyên, moi từ bụng con cá ra cực kỳ là cẩn thận, nhẹ nhàng moi làm sao cho cái trứng nó được nguyên vẹn nhất ha. Xong rồi ở bên mình là sẽ để ráo nước xong rồi mình mới đóng hộp, chứ mình không có moi ra mình đóng hộp liền, làm như vậy nó sẽ rất là bị đọng nước ha. Trứng sặc này hiện tại giá cũng tương đối là ổn nha mấy bạn, lấy xỉ giùm mình một thùng 50kg như thế này ha. Thùng 50kg thì mình sẽ xỉ giá đầu shop, giá cực kỳ ưu đãi ha, 90.000 một ký. Một ký là hai hộp như thế này nha mấy bạn. Em xin nhắc lại ha, xỉ đầu shop là xỉ 50kg là lần nguyên một thùng như thế này ha, là mình để giá 90.000 một ký thôi nha. Mấy bạn qua cửa hàng mình lấy, mình Gò Vấp. Mấy bạn lấy 30kg thì nó sẽ là 95 hoặc là 100 tùy theo khu vực của mấy bạn ha. Mấy bạn lấy ít hơn, ví dụ 10kg đi, thì xỉ 10kg của mình là đang bỏ là 105 thôi. Nói chung là tiền nào của nấy thôi mấy bạn. Nhưng mà với mấy bạn bán nhỏ lẻ, mấy bạn nhập 105 mấy bạn bán ra thì giá này cũng khá là tốt rồi ha. Rồi, mấy bạn có nhu cầu thì cứ inbox mình nha. Đây, hàng mình có sẵn ở cửa hàng ha. Có thể qua cửa hàng mình xem mẫu trước, còn có thể mua về ăn thử trước ha, mình mới nhập sỉ. Mình có bán lẻ nữa nha, 150.000 một ký.